Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025. Dự lễ ký kết có các đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Tô Dũng Thái, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Giai đoạn 2016-2020, VNPT đã tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, bảo đảm tốt thông tin liên lạc, phục vụ chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và đáp ứng sẵn sàng cung cấp các dịch vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng mạng viễn thông, công nghệ thông tin tại tỉnh đồng bộ, hiện đại, kết nối băng thông rộng, liên thông đa chiều, an toàn, bảo đảm hạ tầng truyền dẫn cho xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, triển khai kịp thời các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tính đến nay, VNPT đã phủ sóng mạng truyền dẫn cáp quang đến 100% xã phường thị trấn của tỉnh, quang hóa hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, tổ chức thuộc các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, cung cấp gần 2.000 dịch vụ công trực tuyến, triển khai phòng họp không giấy tờ, hệ thống thông tin báo cáo toàn tỉnh. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao vai trò của tập đoàn VNPT, đặc biệt là vai trò của VNPT Hưng Yên đã đồng hành cùng với tỉnh trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, góp phần xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhân dịp này, các đại biểu đã bấm nút khai trương trung tâm điều hành thông minh IOC bằng hình thức trực tuyến.